không quân Azerbaijan đã sử dụng máy bay không người lái UAV do ông chủ máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo trong cuộc diễn tập quân sự gần đây của họ. Bộ Quốc phòng nước này cho biết hôm thứ Năm, cuộc diễn tập bao gồm các chuyến bay huấn luyện bắn đạn thật nhằm nâng cao kỹ năng chiến đấu của không quân Azerbaijan. Trong các chuyến bay huấn luyện bắn đạn thật, trinh sát trên không được thực hiện với sự phối hợp của các đơn vị quân đội khác và tọa độ của các mục tiêu trên đất liền của kẻ thù đã được xác định. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng công bố đoạn băng ghi hình cuộc diễn tập. Các máy bay không người lái tối tân đã giúp đồng minh Azerbaijan của Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại lực lượng chiếm đóng do Armenia hậu thuẫn ở Nagorno-Karabakh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.